Chào tất cả mọi người nha. Mọi người biết Mai đang ở đâu không? Mai đang ở vườn chuối của mình, nhà Mai ấy, mọi người. Xung quanh thì toàn chuối không nha. Nay thì trưa nắng 12 giờ, không có làm gì mọi người. Và một chén muối ớt xanh như thế này. Mình đi ra vườn rồi mình xem có trái cây gì ngoài vườn rồi mình ăn nha. Vườn nhà Mai thì cũng không có gì nhiều mọi người. Có chôm chôm, chuối này kia thôi. Thì Mai cho mọi người xem nè. Đây là cái chùm chôm chôm nha. Chôm chôm này thì là chôm chôm thường, nhà Mai có chôm chôm thường đó mọi người. Mới vừa hợm hợm như thế này thôi. Chấm muối thì sẽ rất là ngon nha. Thì bây giờ Mai mời mọi người đi vô vườn với Mai, mình cùng tìm những cái trái cây trong vườn chấm muối nha. Xem gần cạnh cái cây chôm chôm của Mai nè. Trái thì cũng có bao nhiêu mọi người. Chôm chôm này thì nhà Mai không có xịt thuốc hay gì hết, nó tự đậu trái thôi mọi người ơi. Nên nó hơi chua. Giờ Mai sẽ hái thử cái chùm này xuống rồi mình ăn thử xem chấm với muối ớt nó sẽ như thế nào nha. Giờ Mai sẽ bẻ cái chùm này xuống, mình bẻ nguyên một chùm luôn. Nhìn rất là đã luôn mọi người. Xanh xanh như thế này chấm muối thì nó sẽ ngon hơn là chín. Chín quá mình chấm muối thì nó ngọt, nó không ngon. Giờ Mai để xuống dưới này nha. Đây là chén muối ớt của Mai, mình ăn vậy luôn. Mai sẽ lấy một trái này ăn thử. Đây mình chấm với muối ớt. Mai mời mọi người ăn thử nha. Mai lấy nét cho mọi người xem. Điện thoại Mai lấy nét hơi dở tí nha. Mai mời mọi người. Thực sự thì nói thì nó không có gọi là chua, hơi hơi một tí xíu thôi, mình chấm với muối ớt ăn nó rất là ngon. Thì Mai mời mọi người ăn chôm chôm với Mai nha. Mai để chôm chôm xuống nè, lật cái này đi. Ăn chôm chôm thì lúc nhỏ thì Mai ăn thì hay lấy tay bóp vậy nè. Cái phần cơm nó rất là dày luôn. Đây. Không có chua miếng nào hết. Mai mời mọi người nha. Tuyệt vời. Rất luôn mọi người. Trưa nắng này thì nói chung là cũng không gọi là nắng nhiều đâu. Trời nó âm u nhưng mà nó rất là nóng. Ngồi trong nhà không có làm gì hết nên quyết định đâm một chén muối đi ra vườn tìm trái cây gì đó ăn. Trên đầu Mai có một chùm chôm chôm. Chôm vừa mới vàng vàng thế mẹ. Mọi người chấm muối thì nó ngon. Cảm ơn mọi người nha. Con chó nó theo đuôi Mai dí theo. Dí theo Mai ra, ra tới ngoài lại luôn. Mình ăn xong cái chôm chôm này rồi mình đi xuống sau vườn nữa mình tìm xem có còn cái gì ăn. Lấy miệng cắn luôn trở lại. Thật thử thì nói thiệt, chôm chôm nhà Mai không có chua. Cơm của nó không có chưa có gọi là chín mày nhưng mà nó không có chua.
ăn càng ghiền. Tại vì Chôm Chôm nấu chua đâu mà. Thì Mai cũng tiết lộ một bí mật cho mọi người biết luôn. Mai năm nay cũng 20 tuổi rồi mọi người. Nói chung là ở cái độ tuổi của Mai cũng không lớn, không lớn, không nhỏ. Nói chung mà nó dở dở ưng ưng. Công việc của Mai thì cũng không có ổn định. Cho nên ngày nào đặt thì Mai sẽ quay video cho mọi người xem. Thôi bây giờ mình nói với mọi người đi xuống sâu đại mình tìm xem còn cái quả trái gì đó ăn không luôn nha. Ở đây thì Mai có phát hiện một cái ổi nha. Đây. Có một trái ổi nhưng mà còn nhỏ quá, ổi này ăn chát lắm. Chưa lớn thì nó ăn rất là chát nha mọi người. Giờ mình xem có còn trái gì ăn nữa. Đây, Mai thấy có một quả vàng vàng mọi người ơi. Quả này chắc ăn được rồi. Mai bỏ chén đũa xuống mà quay cho mọi người xem nha. Cái quả này hồi nhỏ hay ăn nè. Mọi người thấy không? Quả này hồi nhỏ thì hay ăn cái quả này. Đây. Để mình lột cho mọi người xem. Thổi Mai lấy nét hơi dở tí. Đây. Rất là ngọt. Hồi nhỏ thì Mai hay hái mấy cái quả này ăn lắm. Quả này tôi kêu là chùm bao. Ở chỗ Mai kêu là chùm bao. Mai mời mọi người nha. Vào mùa mưa như thế này nè, cái dây chùm bao này nó hay mọc rất là nhiều luôn. Nó leo lên cái thân cây khác. Quá trời trái luôn mọi người ơi. Thôi bây giờ mình đi xuống dưới rẫy mình xem có còn quả gì ăn nữa không nha. Ở đây thì Mai có phát hiện một cây chuối nha. Chuối này là chuối sứ. Cái bắp chuối sứ này thì nó ăn sẽ ngon hơn là cái chuối trà bột kia. Mấy cái chuối trà bột kia ăn thì nó không có ngon nha. Mai sẽ đặt cái chân quay xuống rồi Mai hái cái bắp chuối kia về mình. Hái bắp chuối kia mình xuống mình chấm với muối ớt luôn nha. Giờ có quả nên gì thì mình ăn quả đấy thôi. Cây bắp chuối nó trên cao quá cho nên đập lấy cái cây đập nãy giờ mới rớt mọi người. Mồ hôi này kia toát hết ra luôn. Đi ra vườn đúng là tìm một cái thứ gì đó ăn rất là khó luôn mọi người. Giờ Mai sẽ tách hết cái phần bên cái vỏ bên ngoài ra nha, vì cái vỏ bên ngoài nó ăn chát lắm. Mai đập luôn đi, đập xuống một đá luôn. Đập vậy nó bung ra, nó bung như thế ra tách rất là dễ luôn nha. Đập thêm một lần nữa cho nó ăn cái lõi bên trong nó non thì nó không có chát bao nhiêu. Thì ăn rong nho đó mọi người, nó hơi tanh quá mà ăn không có được gì hết á. Cho nên hôm nay đi ra vườn tìm gì đó ăn cho quay cho mọi người xem lại. Giờ Mai mời mọi người nha. Mình ăn bắp chuối, chuối non. Trời đang rất là nóng luôn.
cái bắp chuối non nè. Khi mà mình đi vô rừng hay là đi đâu đó, mình ăn cái cây chuối của nó, bên trong lõi nó hay là bắp chuối gì đó, mình cũng sẽ giảm được cái độ khát nước nha. Tại vì ăn bắp chuối vô nó sẽ giảm khát nước rất là nhiều luôn. Mà thấy mấy người đi rừng hay ăn bắp chuối hay là lõi thân chuối gì đó để tránh tình trạng mà đi không quên mang nước đi này kia. Ăn cái này nè, vừa cay nữa, vừa cay mà còn nóng nữa, toát hết cả mồ hôi. Mời mọi người nha. Đây, điện thoại Mai bây giờ lấy nét rất là dở luôn. Bông chuối rất là nhiều. Nha. Cái bông chuối ăn nhiều quá mọi người. Nhai nó sơ nhiều khó nuốt lắm. Đây, cho mọi người xem, bông chuối rất là nhiều luôn. Nuốt xong này má nói cho mọi người nghe một bí mật. Tại vì Mai là người Hoa mọi người, cho nên cái lời nói của Mai, cái giọng của Mai nói nó hơi lớn lớn một tí xíu, nhằm khi nói chuyện rất là khó nghe, cho nên mọi người thông cảm cho Mai nha. Ăn nãy giờ cay quá, giờ mình đi vòng vòng xem có còn quả gì ăn nữa không nha. Đây, đây có cái quả này nè mọi người biết quả này quả gì không? Cái này người ta kêu là quả bình bát. Đây có một quả chín. Mai thì Mai chưa có biết ăn cái quả này qua, không biết nó có ngon hay không. Chắc bây giờ Mai sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người nào yêu mến Mai thì hãy cho Mai xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai nha. Mai chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.